Chào quý vị đã đến với chợ Hoa Cần Thơ nha. Chợ Hoa Cần Thơ có gì nè? Chỗ này cùng Cần Thơ 365 đi một vòng nha. Đó, trước mặt quý vị là hiện tại thì đang ở Bến Ninh Kiều. Những cái chậu hoa Tết rất là đẹp luôn. Đặc biệt là mình thấy ấn tượng nhất là những cái chậu hoa giấy trước mặt nè quý vị. Đó, rất là to luôn. À, dù bông kẹo hết giống như ngũ sắc vậy đó. À, chi cành tàn gì rất là cao luôn. Đúng rồi. À, rất là đẹp nha. Wow. Nguyên vàng một giấy rất là khủng quý vị. Quá trời đẹp luôn. Tàn nó rất là cao nha. Nhìn là mê luôn, giống như tàn dù vậy đó. Có mấy chậu nhỏ nhỏ cũng rất là đẹp luôn. Wow. Quá đẹp quá vậy. Wow. Đây. Rất là cao nha. Tán rất là đẹp. Thử vậy. Dưới đây. Đó. Đó đặc biệt. Ô, cây trước mặt các bạn rất là đẹp luôn nè. Đó, màu rực rỡ luôn. Này chắc kép cẩm thạch quý vị. Cái này cũng vậy. Hôm nay cái vàng này không là đẹp tuyệt vời luôn quý vị. Đó, khu này thì có mai nha. Rất là nhiều loại mai luôn. Này thì có đồ trưng Tết nè, đầy đủ các loại. Đây, ai muốn mua đồ trưng Tết thì ở đây ha, đầy đủ luôn. Đây là mai đây. À, ở đây cũng là mai. Mình thấy có cặp lục bình nữa nè. Quay lại nha quý vị. Quá đẹp. Cho mai nở nè. Ôi lần này coi mai cái coi. Mai quá trời nụ luôn. Đó, kiếm bà chủ coi. Quá trời mai luôn rồi. Đó, nhiều loại luôn. À, quá khứ rồi quý vị ơi. Vô hỏi cái giường mai này cái coi.
Hello bà chủ. Chào quý anh chị cô chú đang trên kênh luôn à. À rồi, bà chủ có thể giới thiệu một số loại mai ở Bến Ninh Kiều hiện nay bà chủ muốn giao lưu không? Thì hiện tại ở Bến Ninh Kiều này thì có cúc thọ hương nè. Cúc thọ hương hả chị? Thấy bông cúc... nhiều ha. Rồi. Cúc hoa hồng thanh tú. Cúc thọ hương. Cúc hoa hồng thanh tú. Hoa hồng thanh tú là cái bông sao chị? Bông nó từ 40 tới 50 cánh nè, cái nụ nó tròn như cái viên bi luôn nè. 40-50 cánh lận. Đúng rồi. Nè. Wow. Nó ra một cái nụ nhỏ như thế này mà nó ra một chùm 5-6 bông như vậy nè. Đây là cây cúc thọ hương luôn. Có cúc thọ hương luôn. Có một mai bông rin. Cái thanh mai rin bông màu xanh nằm bên kia nữa. Là những cái cây trong đó đó hả chị? Đúng rồi. Có nhiều loại quá ha. Còn những cây nhỏ nhỏ này chị? Mấy cây nhỏ nhỏ này thì mai đại lộc, rồi cúc thọ hương, rồi đại lộc, mai thọ hương, cúc tương long. Cúc tương long. Ở đây mình dao động là mấy cây nhỏ nhỏ này khoảng nhiêu chị? Mấy cây nhỏ nhỏ này thì giá 50. 50. Giá 50 luôn. Dạ. Còn cái này là bạch mai đồng đỏ. Bạch mai đồng đỏ ở tại lô đây thì 400.000 một cây. Dạ. Còn này là mai giảo tự xoắn. Giáo từ sân nó quấn quấn vậy. Đúng rồi. Cái này là có bông chơi Tết luôn hả chị? Cái này là có bông chơi Tết luôn ạ. Một mắt lá và một bông như thế này. Có nụ luôn à. Em mai quấn rất nhiều. Thì ở tại lô này giá 3,5 triệu. 3,5 triệu. Đúng rồi. Ở đây còn nhóc lõi cho nè quý vị. Rồi ở đây là mai tiếng chua. Wow. Mai tiếng chua là tiếng... bông chùm ha. Cái giống này của nó đang hot ở thị trường luôn ha. Wow. Đây, nhìn tiếng cái... chua. Nè, nhìn bên đây nè. Bông của nó nè. Wow. Chùm chùm luôn á. Rồi. Còn những cây bự này chị? Cây này là cây cúc 150 cân. Có đại lộc không chị? Có đại lộc bên kia, có mấy cây đại lộc bên kia. Đây có đại lộc. Ôi ôi, coi bông kìa, chùm chùm thấy ham không? Thôi nè. Mai tiếng chua cây con nè, cây nhỏ nè. Cây nhỏ như thế này là ở tại lô là 150 một cây. 150 là cây nhỏ gì đây? Đúng rồi. Là chơi Tết luôn ha chị. Cái này có một số nụ nè, như mấy cái nụ dài này là nó ra lá, còn mấy cái nụ tròn như thế này thì nó ra bông. Dạ. Ở trong đây kia, bên kia là gì chị? Trong kia là cúc thọ hương. Cúc thọ hương là nhiêu cánh chị? Cúc thọ hương từ 36, 24, 36, 40 cánh. 24, 36, 40 cánh. Quá nhiều luôn. Quý vị thì có đi ngang mà muốn thích loại cây nào thì liên hệ chỗ chị ha. Chị ơi, giới thiệu địa chỉ chỗ cái lô mình đi chị. Cái lô của Nguyễn Trương hôm nay thì cũng dời về ở dưới đường Hai Bà Trưng luôn. Nhưng mà ở đây thì đối diện với dịch vụ cầm đồ Vĩnh Phát ha. Dạ, đối diện dịch vụ cầm đồ Vĩnh Phát. Nó cũng hơi xéo xéo với cái khách sạn Hoàng Anh luôn. Rồi, rồi. Đây có rất là nhiều ấy, quý cô chú anh chị. Có thể chọn, anh kia em thấy hình như đại lộc nó ra bông hả chị? Dạ. Ngay cửa tiệm vàng luôn, mua mai mua vàng luôn. Mai vàng. Đó cái đại lộc đó. Wow. Ok kia có bông kìa. Đại lộc nở từ 20 tới 49 cánh. 20 đến 49 cánh. Cái mai đại lộc có 3,5 triệu. Đây cây mai đại lộc đó nè. 3,5 triệu là đại lô đây hả chị? Đúng rồi. Đây cây đại lộc đó nè. Mình đi có đi mua sớm sớm mình chọn được mấy cây mai đẹp quý vị ơi. Đây là cúc thọ hương dáng hình thú nè. Dạ, cái này chị mới xuống lá hả? Đúng rồi, xuống lá ha. Hôm bữa mùng 9 bữa nay là lên kim xanh rồi đó. Dạ, thấy nụ đúng dài, có thời tiết lạnh nên năm nay lại lá sớm. Tại vì tiết xuân nó lập xuân là tới 14 tháng giêng mới có tiết xuân. Dạ. Nên mai mình nó sẽ nở trễ cho nên nhà vườn hoặc lại lá sớm. Dạ, lá sớm. Đúng rồi, có tiết lạnh đó, mai nó cũng chậm nở lắm. Dạ. Và em đọc số điện thoại lại ha. Số điện thoại của trường là 0327892368. Dạ. Rồi em chúc chị Vương Mai bán đắt nha. Ở đằng kia còn cũng rất là nhiều vườn quý vị. Hiện lát mình sẽ đi một vòng thì giới thiệu cho quý vị ha. Thì quý vị nhớ đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tại chợ hoa Tết Cần Thơ hết quý vị. Rồi chào tạm biệt quý vị nha.